Vâng, xin chào tất cả những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thì hôm nay em lại xin phép cả gia đình mình lên sóng báo giá cho cả gia đình nhá. Và hôm nay em có chút việc bận một xíu nên lên sóng hơi muộn để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang này, chào bác Trần Duy này. Chào tất cả những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thì cả mình cho em xin ý kiến xem âm thanh ánh sáng này được chưa nhỉ? Để em xin phép bắt đầu và review cả gia đình của mình. Vâng, cháu Khúc Văn Công này, cháu Mobichi, cháu tất cả những khách hàng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Thì hôm nay bên em có về một chiếc Innova này 2008 đây. Đấy, hôm nay về một chiếc Innova mới này để phục vụ anh chị quý vị mình này. Về một chiếc i10 bản đổi nhá. Đấy, bản full kịch để phục vụ cá đình mình ạ. Đây thì em xin báo giá những dòng sản phẩm mới về trước cho cả nhà mình cùng quan tâm ạ. Vâng, chiếc máy quay em đây thì cho ô tô đầu mối Hải Dương này có về một chiếc Innova đời 2008 bản G xịn, xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình nhé. Xe thì mang động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 255 triệu. Vâng, 255 triệu cho mẫu Innova bản G đấy ạ. Xe thì trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp láp thì còn mới còn đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin nhá. Đây, biển tư nhân chính chủ thủ đô đây. Đấy, một chủ từ đầu đây, biển vẫn 4 số thì gửi anh chị quý vị nhà mình. Đấy. Xe thì trang bị hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. 255 triệu. Vâng. Mẫu Innova bản G nhá. Đấy là một mẫu xe hôm nay bên em mới về này. Chiếc Innova này. Đấy, em xin tiếp tục báo giá những đầu sản phẩm này mới về đây. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến chiếc Innova, chiếc máy quay của em đây, thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line em để trên mình ạ. 0347701777, 0343540099 để em tư vấn trực tiếp về hai chiếc chiếc Innova nhá. Ngoài chiếc Innova là 2008 vừa rồi, tiếp theo đây bên em có về đây một chiếc Kia, chiếc Hyundai Grand i10 đây. Hyundai Grand i10 đời 2014 này, bản đổ full kịch, xin gửi anh chị quý vị nhà mình. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp láp thì mới cả dàn, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe điện. Cơ tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 245 triệu đồng nhé. 245 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ trước máy quay em đây. Xe đăng kiểm còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Đấy, bản đủ nên được trang bị phanh đĩa ABS này, xin nhan tích hợp trên gương. Đấy, bốn mắt cảm biến chống va chạm phía sau, cửa tiền 245 triệu đồng. Giá này thì bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Ok, chào bác Nguyễn Viết Tùng này, chào bác Anh Ngọc này. Vâng, chào cả gia đình nhá. Shop ô tô đẹp và uy tín. Vâng, ok bác Nguyễn Viết Tùng ạ. Bác Nguyễn Viết Tùng đang xem livestream thì có quan tâm đến dòng nào không nhỉ, có quan tâm đến mẫu nào không để em tư vấn cho bác ngay trên làn sóng livestream ngày hôm nay nhá. Vâng, anh chị quý vị nhà mình đang xem em báo giá và em tương tác thì hãy cho em xin 5-7 lượt tim đi, 5-7 lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn, để những anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì hãy đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2 để xem xe và chạy thử xe miễn phí nhé, để trải nghiệm cho mình trực tiếp những mẫu xe mình đang quan tâm ạ. Vâng, chào bác Hoàng Vũ ạ. Vâng, bác Hoàng Vũ đang xem livestream thì chúc bác có một buổi tối vui vẻ này bên gia đình và người thân. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất. Vâng, chào bác Phan Thái ạ. Vâng, chúc bác Phan Thái có buổi tối vui vẻ này. Đấy, qua làn sóng livestream này thì
chốt cho em một mẫu xe đi bác Phan Thái ơi. Ngay sau đây trước máy quay em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình với cửa tiền là 135 triệu đồng này. Đấy, 135 triệu đồng cho chiếc Gentra đời 2009, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 135 triệu đồng nhá. Đấy, xe là sedan 2 đầu phân khúc hạng B, biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây, 135 triệu đồng nhá. Vâng, ok bác Phan Thái ạ. Ông Hoàng Vũ, em có con nào số tự động tầm 200 không? Anh để anh một con. Ok, số tự động tầm 200 thì bên em khá là nhiều anh Hoàng Vũ nhá. Anh cứ cho em xin số điện thoại đi, sau buổi livestream này em sẽ gọi điện trực tiếp cho bác để tư vấn cho bác về những đầu xe mà tầm 200 số tự động nhá. Cạnh mẫu Gentra đời 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Lancetti nhá. Chiếc Lancetti chiếc máy quay em đây ạ, đời 2008 này, đăng ký bán bánh năm 2010, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 155 triệu đồng. Vâng, 0967 237 336. Ok bác ạ. Ok bác Hoàng Vũ ạ. Vâng, cảm ơn bác anh Ngọc xe đẹp giá tốt. Vâng, cảm ơn bác anh Ngọc rất là nhiều nhá. Chúc bác anh Ngọc có buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được mẫu xe ưng ý nhất ạ. Vâng, cạnh mẫu Lancetti đời 2008 vừa rồi. Tiếp theo đây, tiếp tục giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Captiva nhé. Chiếc Captiva dòng xe đến từ Mỹ đây, xin gửi đến gia đình nhà mình ạ. Xe thì sẽ được sản xuất năm 2008, đăng ký và bánh năm 2010, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình 210 triệu đồng này, cho một chiếc 7 chỗ gầm cao máy thoáng nhé. Cặp đèn pha và cặp đèn hậu thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la răng đúc lốp lát còn mới, zin nhan thì tích hợp trên gương, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi, zin từ máy số đến keo chỉ, nội thất nguyên bản theo xe, 210 triệu đồng cho mẫu Captiva đấy ạ. Vâng, anh chị quý vị nhà mình mà đang quan tâm dòng 7 chỗ này, đặc biệt là chiếc Captiva chiếc máy quay em đây, thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em đi ạ, để em được tư vấn hầu hạ anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Vâng, 210 triệu đồng cho chiếc Captiva chiếc máy quay em đây ạ. Rồi em đã giới thiệu đến gia đình nhà mình khá là nhiều mẫu xe số sàn này. Đây một mẫu tự động nhé, một mẫu tự động đến từ dòng xe Nhật Mazda đây. Vâng, chiếc Mazda 3 đời 2008 này, đăng ký là bánh năm 2010, động cơ 2.0 số tự động anh chị quý vị nhé. Vâng, động cơ 2.0 số tự động này, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 285 triệu đồng. Vâng, 285 triệu đồng cho mẫu Mazda 3 chiếc máy quay em đây ạ. Cặp đèn pha và cặp đèn hậu trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, la răng đúc kép 5 cánh mỗi bánh, có phanh đi ABS, xin nha này tích hợp trên sườn xe và trên gương, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, cam lùi và cam hành trình đầy đủ rồi, 285 triệu đồng nhá. Trang bị cả option cửa sổ trời Panorama này. Đấy, option vô cùng thể thao, vô cùng là trẻ trung cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, xe thì mang nước sơn màu đỏ tươi đây. 285 triệu đồng cho mẫu Mazda 3 này ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin 5-7 lượt tim đi, 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Để những anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe đã qua sử dụng thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em để chọn cho mình những mẫu xe uy tín nhất nhá. Bên em thì với cửa tiền là hơn 300 triệu đồng và đời xe từ 2014 trở lên, thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Hỗ trợ làm sao để anh chị quý vị nhà mình mua được những mẫu xe ưng ý một cách dễ dàng nhất ạ. Rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị nhà mình đấy ạ. Rồi là khá nhiều mẫu sedan hai đầu này. Đây, tiếp theo trước máy quay đây. Vâng, chào anh Ngọc đây. Tiếp theo đây trước máy quay em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc xe nhỏ gọn nhé, đến từ nhà Kia đây. Chiếc Kia Morning đời 2009, động cơ 1.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng cho chiếc Kia Morning chiếc máy quay em đây ạ. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này, động cơ 1.0 này, vô cùng là tiết kiệm nguyên liệu này, dễ đi dễ lái, dễ lườn lách trong điều kiện chật hẹp nhá. 1.0 thôi, rất là tiết kiệm nguyên liệu cho anh chị quý vị nhà mình. Máy số keo chỉ còn zin. Vâng, chào bác xe khách Dũng Kiên này. Vâng, chào bác
Ngân P này, báo giá em. Bác Ngân B đang quan tâm đến mẫu xe nào tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương thì bác cứ để lại cho em xin bình luận nhé, để em tư vấn trực tiếp cho bác Ngân ạ. Cạnh chiếc Kia Morning đời 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình mình một mẫu 5 chỗ quốc dân đây. Chiếc Toyota Vios đời 2012, động cơ 1.5, số sàn, bản chiếc máy quay em đây là bản E xịn nhá. Bản E xịn xin gửi anh chị quý vị nhà mình. Trang bị la răng đúc này, có phanh đi ABS này. Những chi tiết đi viền chân kính, ốp bình xăng để bọc lốp rất là đẹp đây. Lốp lát thì còn mới còn đẹp này. Đấy, lốp lát thì còn mới còn đẹp. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 265 triệu. Vâng, 265 triệu cho mẫu vay ốt trước máy quay em đây. Nội thất ghế da thêu chỉ 5D rất là đẹp nhá. Vâng, nội thất ghế da thêu chỉ 5D này. Trần thì vẫn là trần lỉ. Vâng, trần thì là trần lỉ zin nguyên bản theo xe. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 265 triệu đồng. Một là mẫu xe tiết kiệm nguyên liệu quốc dân nhá, ăn đâu đó từ 5,5 lít đến 6 lít trên 100 km đường trường đợi. 265 triệu, giá còn bớt sâu được cho cả gia đình của mình ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem livestream thì cho em xin 57 lượt chia sẻ đi cả nhà mình ạ, để lan tỏa buổi livestream này hơn nhé. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios đời 2012 vừa rồi. Tiếp theo đây chiếc máy quay của em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Đây, một chiếc Kia Morning đây. Chiếc Kia Morning đời 2016, động cơ 1.25, số sàn 4 máy. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình 225 triệu đồng. Vâng, 225 triệu đồng cho chiếc Kia Morning trước máy quay em đây ạ. Xe này sản xuất năm 2016 này. Động cơ 1.25 4 máy này. Đấy, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu nhá. Một dòng xe mà máy số hay điện đó mình dễ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa này. 225 triệu, giá bớt sâu được cho anh chị quý vị mình. Ở trên là sóng livestream ngày hôm nay. Tất cả những anh chị quý vị nào mà ưng mẫu xe nào mà chốt được em nó trên livestream, bớt ngay 5 triệu giá mà còn thương lượng. Vâng, bớt 5 triệu mà giá lại còn thương lượng nhá. Đấy, với nước sơn màu đỏ ớt rất đẹp đây. Anh chị quý vị nào mà quan tâm đến mẫu Kia Morning màu đỏ ớt này thì nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line em để cho mình ạ. Vâng, chào bác Trần Đức Anh ạ. Bác Trần Đức Anh đang xem livestream thì cho em xin 57 lượt chia sẻ với bác Trần Đức Anh ơi. Vâng, chào bác Phong Hà này. Vâng, ngay bên cạnh chiếc Kia Morning này, một chiếc xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. Tiếp đây em lại giới thiệu đến anh chị quý vị mình đây, một sản phẩm đến từ nhà Hyundai đây. Chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014, đăng ký làm bánh năm 2017. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ nhá. Đấy, bản đủ này. Tạm thời thì bên em đang có hai chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ với cùng màu sơn và màu bạc đấy ạ. Trước là đầu tiên thì trước buổi đầu buổi livestream em đã tư vấn cho anh chị quý vị nhà mình rồi. Thì ngày mai sẽ có video review trực tiếp cho anh chị quý vị nhà mình trên kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thì em xin giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình đây, chiếc Hyundai Grand i10 đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương em đấy ạ. Xe thì bản đủ này, đời 2014. Xe thì đang bị la răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới còn đẹp. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính này, cụp xòe điện này. Đấy. Trên tay lắm cửa thì được trang bị cả nút mở một trạm thông minh này. 235 triệu giá bớt được thêm nữa cho cả gia đình em nhé. Xe đăng kiểm thì còn hơn 1 năm nữa, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Nội thất ghế da và trần lỉ zin nguyên bản theo xe. Trang bị cả đèn lồ startup này. Đấy, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. 235 triệu đồng nhé anh chị quý vị mình ạ. Ok bác Trần Đức Anh ơi. Vâng, đằng sau chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014 vừa rồi, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình với cửa tiền hơn 100 triệu một chút thôi, 135 triệu đồng cho chiếc Jolly Mitsubishi đời 2005, đăng ký vào bánh năm 2007 nhé. 135 triệu đồng thôi anh chị quý vị mình không nghe nhầm đâu ạ. Xe thì trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp lát còn mới còn đẹp. Sơn xi máy số keo chỉ còn chất, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. 135 triệu đồng thôi cả nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Khôi này, chắc Đức Ngà, chào bác Trần Đức Anh này. Tất cả anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy cho em xin 57 lượt chia sẻ đi cả gia đình ơi, không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những anh chị quý vị mình mà đang có điều kiện, đang muốn chọn cho mình những dòng xe bình dân thôi, từ 4 đến 7 chỗ thì hãy đến với chợ ô tô ở Hải Dương bên em ạ.
cạnh mẫu gầm cao máy thoáng 7 chỗ Mitsubishi Jolly vừa rồi. Tiếp theo đây em lại giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đây một chiếc xe nhỏ gọn đây. Chiếc Kia Morning đời 2012, đăng ký là bánh năm 2014, với cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 125 triệu đồng. 125 triệu đồng cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn zin này. Xe này mang đi biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương, 4 mùa không ngập lụt. Đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 10 đến tháng 4 năm 2023. Máy số keo chỉ chất, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Anh chị quý vị nhà mình mang em về sẵn đi sẵn di chuyển, sẵn phục vụ những nhu cầu cần thiết của cả gia đình ạ. 125 triệu đồng, mà giá lại còn bớt sâu được thêm cho cả gia đình nhà mình nhá. Cạnh mẫu Kia Morning đời 2012, một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Thì tiếp tục đây em lại báo giá cho gia đình mình một mẫu xe quốc dân đây. Mẫu Toyota Vios đời 2010, 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng, một chiếc xe tư nhân chính chủ đây, biển chính chủ ở thủ đô nhá. La răng đúc 4 bánh, lốp lát thì còn mới nhá, lốp lát mới cả dàn luôn. Xin nhan thì tích hợp trên gương đây, xin nhan thích hợp trên gương. Chi tiết như tay lắm cửa, viền chân kính, giờ bọc lốp rất là đẹp. Vâng. Có trang bị cả vỉa che mưa, cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. Đăng kiểm thì đúng 1 năm nữa, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. 195 triệu đồng, động cơ 1.4 số sàn, 5 chỗ ngồi, xin gửi anh chị quý vị nhà mình. Ok bác Minh Vương, 120 triệu chốt luôn cho bác Minh Vương con Kia Morning nhá. Bác để lại số điện thoại cho em đi. Để sau buổi livestream này em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác Minh Vương nhá. Vâng, thì còn đang là rất nhiều đầu xe để gửi đến và phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm đến dòng nào, quan tâm đến mẫu nào thì cứ mạnh dạn để lại bình luận, để lại comment để được trên làn sóng livestream này em được tư vấn và hậu ạ cả gia đình nhà mình ạ. Vâng, tiếp theo đây một mẫu 7 chỗ đời 2006, chiếc Innova đây. Bản G xịn, xin gửi anh chị quý vị nhà mình. Xe thì mang nước sơn màu bạc này, rất là đẹp này. Máy số keo chỉ để nội thất bao zin cho cả gia đình mình nhá. Xe đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Cơ tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 239 triệu đồng. 239 triệu đồng cho chiếc Innova, chiếc máy quay em đẹp. Bản G xịn được trang bị la răng đúc, lốp lát còn mới, vô lăng túi khí, cả túi khí bên ghế phụ cạnh người lái này, 239 triệu đồng. Trang bị cả hai mắt cảm biến lùi phía sau, tránh những trường hợp đáng tiếc cho anh chị quý vị mình di chuyển lùi nhá. 239 triệu đồng, giá còn bớt sâu được cho cả gia đình nhà mình. Vâng, anh chị quý vị nhà mình ai đang xem livestream này thì hãy hoan hỉ cho em xin 5-7 lượt tim đi, 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn ạ. Lượt chia sẻ càng nhiều, lượt tim, lượt like càng nhiều thì em lại càng lấy làm động lực để bớt cho anh chị quý vị mình nhá, bớt sâu được thêm cho cả gia đình mình ạ. Cạnh mẫu 7 chỗ quốc dân Innova vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một mẫu xe nhập khẩu đây. Chiếc Lacetti Celic đời 2010, biển tư nhân chính chủ này, 30U5959 này, biển cũng rất đẹp đấy ạ. Ơi, cặp đèn pha vô cùng là cá tính đây, mắt xích rất là cá tính nhá. Trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, la răng đúc 17 inch 4 bánh này. Đấy, một dòng xe nổi tiếng với dài xe và đầm chắc đây. Động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe này, nội thất ghế da này, máy số keo chỉ thì bao zin, bao chất cho cả gia đình mình. 255 triệu đồng. Vâng, 255 triệu đồng cho chiếc Lacetti Celic, chiếc máy quay em đây ạ. Vâng, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe nhập khẩu này, như dòng Lacetti Celic này, thì bên em tạm thời đang có 2 chiếc nhá, với đồng giá là 255 triệu đồng để gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Vâng, vừa rồi là một dòng xe đến từ Hàn Quốc này. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình hai chiếc Vivante đến từ trên vé từ Mỹ này. Vâng, 8 chỗ ngồi đây, cổ tiền hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Với nước sơn màu vàng cát đời 2007, động cơ 2.0 số tự động, biển thì tư nhân chính chủ 30 Hà Nội đây. Chiếc Vivante đời 2007, 175 triệu đồng gửi đến anh chị quý vị nhà mình nhé. 175 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc 4 bánh này, máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp, nốp láp thì mới rồi. Anh chị quý vị nhà mình mang về sẵn đi sẵn di chuyển,
sẵn phục vụ những nhu cầu của gia đình nhà mình ạ, 175 triệu đồng. Còn bớt được thêm nhá, anh chị quý vị nào mà quan tâm những dòng 7 chỗ này thì bên em đang có hai chiếc Vivante nhá, thì vừa là chiếc tự động này. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình chiếc số sàn này ạ. Đây, chiếc Vivante động cơ 2.0 số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi, 155 triệu đồng thôi. Vâng, la răng đúc lốp lát thì còn mới, còn đẹp. Sơn xi bóng bẩy sạch sẽ rồi. Nội thất thơm tho. Về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 ạ. Giảm giá kịch sàn cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, bớt ngay 5 triệu đồng nếu mà chị quý vị mình chốt được mẫu sản phẩm bất kỳ trên livestream ngày hôm nay nhé. Đây còn rất là nhiều đầu xe, rất là nhiều mẫu xe để Hân Hạnh phục vụ cả gia đình của mình. Vừa rồi là hai chiếc Vivante này. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một sản phẩm đến từ nhà Hyundai. Chiếc Accent. Vâng, Accent đời 2009, động cơ 1.4 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây, xe được trang bị la răng đúc này, phanh đĩa này, lốp lát thì còn chất, còn đẹp. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số, keo chỉ, sơn xì thì bao chất, bao zin cho cả gia đình nhà mình. Nội thất ghế da, zin nguyên bản theo xe, vô cùng thơm tho, sạch sẽ này. Mang em về sẵn đi, sẵn di chuyển mà với cửa tiền là 170 triệu đồng thôi. Động cơ 1.4, số sàn, đến từ Hàn Quốc, xin gửi đây chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy, rất là nhiều xe nhập khẩu này. Cả nhập khẩu này, đấy, cả liên danh này, cả trong nước này để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Đủ hãng, đủ đời này, đủ giá cả này, phục vụ những nhu cầu cho cả gia đình mình nhá. Vừa rồi là chiếc Accent này 2009 này. Cạnh chiếc Accent này 2009. Tiếp theo đây với cửa tiền là 235 triệu đồng. Vâng, 235 triệu đồng nhá. Cho chiếc Innova này 2008 này. Xe đăng ký lâm bánh năm 2009, biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. Mang nước sơn màu bạc khá là đẹp. Vâng, la răng đúc 4 bánh có phanh đĩa ABS. Những chi tiết như tay nắm cửa, viền chân kính và ốp gương thì bọc lốc rồi, rất là đẹp ạ. Cửa tiền 235 triệu đồng. Thì xe được trang bị vô lăng túi khí này, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số, keo chỉ, bao zin cho cả gia đình mình nhá. Vâng, 235 triệu đồng cho anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, chào bác cơ khí Tuyên Thám này, chốt ok. Chào bác cơ khí Tuyên Thám rất là nhiều này. Chúc bác cơ khí Tuyên Thám có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân này. Có chọn được cho mình mẫu xe nào thì bác cứ để lại bình luận đi, em tư vấn cho bác nhé. Cho em xin 57 lượt chia sẻ đấy bác cơ khí Tuyên Thám ơi, cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Bác cơ khí Tuyên Thám có quan tâm mẫu nào thì cứ để lại bình luận cho em để em tư vấn trực tiếp trên làn sóng này cho bác nhá. Cạnh mẫu Innova là 2008 rồi. Đây em lại xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một dòng quốc dân 5 chỗ đây. Hatchback một đầu nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Máy số điện đóm thì bảo trì bảo dưỡng thì không phải bàn luôn, vô cùng là dễ anh chị quý vị và bạn ạ. Chiếc Kia Morning đời 2016, động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, đủ chỗ để phục vụ cả gia đình mình nhá. Đấy, cửa tiền 225 triệu đồng, đời rất là cao 2016. La răng đúc lốp láp thì mới, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, máy số, keo chỉ, sơn xi bao chất cho cả gia đình mình. 225 triệu đồng cho anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Anh chị quý vị nhà mình ai đã quan tâm những dòng Kia Morning đời cao này thì bên em đang có hai chiếc 2016 để phục vụ anh chị quý vị nhà mình, một chiếc màu đỏ tươi và một chiếc màu vàng rất là đẹp đấy nhá. Anh chị quý vị mình đang quan tâm đến mẫu nào đi, quan tâm đến màu nào thì cứ để lại cho em bình luận, để lại cho em comment để em tư vấn sâu hơn cho cả gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Đặng Côn Đào này, chào bác Phạm Văn Dệ này, chào bác cơ khí Tuyên Thắng này, chào tất cả các hàng thân thương của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Thì cảm ơn anh chị quý vị nhà mình với khung giờ 8 giờ 30 phút quen thuộc thì lại tiếp tục đồng hành cùng em với khung giờ thân thuộc để quan sát và theo dõi những sản phẩm hiện đang có tại chỗ ô tô đầu mối bên em ạ. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều nhé. Vâng, thì tiếp tới đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10. Vâng, chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014, đăng ký là bánh năm 2017, với cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. Vâng, chưa đến 200 triệu cho một mẫu xe 5 chỗ ngồi này. Máy số, keo chỉ, sơn xi bao chất cho cả gia đình mình. Xe tư nhân chính chủ Quảng Linh này, 14A65403 này. Đấy, lốp lát thì mới cả dàn. Đấy, nước sơn màu trắng rất là đẹp đây. 195 triệu đồng xin gửi đến cả gia đình mình ạ. Anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm những dòng xe nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu này, thì mẫu Hyundai Grand i10 trước máy quay cam đây là một sự lựa chọn vô cùng là hoàn hảo cho cả gia đình nhé.
nhanh tay nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số like em đang để trên mình ạ. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác ô tô Thanh Tùng này, chào bác Tuyên Thắm này, chào tất cả những anh chị quý vị nhà mình. Vâng, chào bác Hoàng Thịnh này, chào cả gia đình mình đang xem buổi live stream nhá. Chúc cả gia đình mình có một tối vui vẻ ạ. Đằng sau chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014. Tiếp theo đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Đây, một dòng xe nhỏ gọn quốc dân đây ạ. Quay 5 chỗ sedan hay đầu đi ok bác ạ. Hoàng Vũ ạ. Rồi em xin giới thiệu lốt cái mẫu này cho đại gia đình mình cùng quan sát nhé. Chiếc Kia Morning đời 2011 với cửa tiền là 210 triệu đồng đây ạ. 210 triệu đồng cho mẫu xe trước máy quay em đây nhé. Bản này là bản đủ này, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2011 này. Xe thì được trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới còn đẹp, có phanh đi ABS, vô lăng túi khí, cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 210 triệu đồng thôi. 210 triệu đồng cho chiếc Kia Morning quốc dân trước máy quay em đây nhé. Số tự động, động cơ 1.0 anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Đây, ok bác ạ. Vâng, chào bác Hợp Lê này. Vâng, chào bác Hoàng Vũ ở đây. Sedan hai đầu đây luôn này cho bác Hoàng Vũ đi nhá. Vâng, tiếp theo đây chiếc máy quay em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một mẫu Toyota Vios. Vâng, chiếc Toyota Vios động cơ 1.4 đời 2005 chiếc máy quay em đây ạ. Với cửa tiền là 135 triệu đồng thôi. Vâng, xe thì trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp lát thì còn mới còn đẹp, cửa tiền hơn 100 triệu một chút thôi. 135 triệu đồng lại giá còn bớt sâu được cả gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác Hợp đây này, chào bác Hoàng Vũ này. Cả nhà mình đang quan tâm đến những mẫu nào, có nhu cầu đến mẫu nào thì cứ để lại bình luận đi, để lại comment cho em, để em được tư vấn sâu cho cả anh chị quý vị mình trên sóng live stream ngày hôm nay ạ. Rất vui và được hân hạnh được phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Vâng, thì ngay sau chiếc Toyota Vios đời 2005 với cửa tiền 135 triệu đồng vừa rồi, thì tiếp theo đây em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc đây, đời 2009, động cơ 1.0 số sàn. Với cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 150 triệu nhé. 150 triệu cho mẫu Kia Morning động cơ 1.0 này. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa ABS này. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xin còn chất còn đẹp, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 150 triệu đồng thôi. Đấy, 150 triệu đồng ạ. Vô cùng đẹp đây, với nước sơn màu trắng nhá. Vâng, thì Kia Morning bên em tạm thời là có hơn chục đầu. Rất là nhiều dòng nhập khẩu nguyên chiếc để phục vụ cả gia đình nhà mình ạ. Cạnh mẫu Kia Morning đời 2009, thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình. Đây, một chiếc Matiz bản SE nhá. Chiếc Matiz bản SE đời 2007, động cơ 0.8, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu thôi. 0.8 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi này, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này, phục vụ những nhu cầu cơ bản của anh chị quý vị nhà mình, từ tập đi tập lái này, tránh mưa tránh nắng này, la răng đúc này, máy số keo chỉ sơn xi còn chất. 70 triệu đồng cho chiếc Matiz chiếc máy quay em đây ạ. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe tập lái nhỏ gọn như chiếc Matiz chiếc máy quay em đây thì cứ để lại bình luận để em giới thiệu cho anh chị nhà mình 5-7 đầu nữa. 0.8 thôi số sàn, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Đây còn khá nhiều đầu xe. Thì vừa rồi anh quanh đâu đó những đầu xe từ 70 triệu này, 100 triệu, 135 triệu, 155 triệu đổ lại rồi. Thì với cửa tiền là hơn 400 triệu đây. 405 triệu đồng cho chiếc Kia Rio đời 2015, động cơ 1.4 số tự động xin gửi đến chị quý vị nhà mình nhé. Xe thì mang biển tư nhân 14A đây Quảng Ninh. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Cặp đèn gầm phá xương thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng. Mặt ca lăng bộ mũi hổ vô cùng quen thuộc ở dòng Kia nhé. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin cho cả anh chị quý vị mình 404 triệu đồng. Xe thì trang bị la răng đúc 4 bánh zin nguyên bản theo xe, có phanh đĩa ABS, lốp lát thì còn mới còn đẹp, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính thì cụp xòe điện. Xe đăng kiểm thì có rất là dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng túi khí, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, tích hợp các nút điều khiển, các nút cruise control. 405 triệu đồng nhá. Giá còn bớt được cho anh chị quý vị mình ạ. Đây, nước sơn màu trắng rất là đẹp đây. Vâng, mới cửa tiền là 405 triệu đồng. Anh chị quý vị nào mà quan tâm chiếc Kia Rio này thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em qua hai số like để em gửi cho gia đình nhà mình những hình ảnh và những video review một cách chi tiết nhất đầu sản phẩm này ạ.
Vâng, ngay bên cạnh chiếc Kia Rio đời 2005. Tiếp đây với cược tiền là 155 triệu đồng thôi. 155 triệu đồng cho chiếc Lancetti đời 2008 này. Động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy. Một chiếc sedan hai đầu phân khúc hạng B này. Xe trang bị la xăng đúc, lốp lát còn mới còn đẹp này. Những chi tiết như vườn cửa này, vườn chân kính, tay nắm cửa và ốp gương thì được bọc lốp rất là đẹp đây. Máy số keo chỉ sơn xi bao chất cho cả gia đình nhà mình. 155 triệu đồng thôi anh chị quý vị mình nhá. Vâng, chào bác Hoàng Tuấn này, chào bác Cơ Khí Tuyên Thám này, cả gia đình ơi đang xem livestream thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream ngày hôm nay hơn ạ. Cảm ơn anh chị quý vị nhà mình rất là nhiều nhá. Chúc tất cả các khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay có buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Thì vừa rồi em đã báo giá cho gia đình nhà mình khá là nhiều đầu i10 hatchback một đầu rồi, từ bản đổ đến bản tiêu chuẩn. Thì ngay trước máy quay em đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc i10 sedan hai đầu nhé. Xe được sản xuất năm 2016, đăng ký và bánh năm 2018 này, với lớp sơn màu bạc rất là đẹp đây. Máy số keo chỉ còn bao zin bao chất cho cả anh chị nhà mình. Xi nhan này tích hợp trên sườn xe này. Đấy, gương kính cụp xe điện, cả tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Vô lăng tích hợp túi khí này. Đấy, vô lăng tích hợp túi khí này. Nội thất ghế da zin nguyên bản cho xe, điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đồng ạ. Vâng, 245 triệu đồng cho chiếc Kia, cho chiếc Hyundai i10 bản sedan hai đầu ạ. Vâng anh chị, quý vị nào mà quan tâm đến chiếc i10 hai đầu vừa rồi thì hãy để lại bình luận cho em đi, để em liên hệ trực tiếp qua cho anh chị quý vị nhà mình, để anh chị quý vị nhà mình có những cái góc nhìn là chân thực nhất về những đầu sản phẩm mà bên em đang bán nhé. Anh chị quý vị nào ở gần thì đến trực tiếp chợ ô tô đầu mối Hải Dương để xem xe và chạy thử xe miễn phí. Còn mà bác nào mà xa xa một chút thì cứ để cọc lại cho bên em từ 5 đến 7 triệu. Bên em ship xe tận nhà cho cả gia đình nhà mình. Nếu mà không ưng xe, bên em hoàn lại tiền và mang xe về nhé. Không lấy một đồng nào của anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Đây, ở phía này thì em xin giới thiệu tiếp tục những đầu sản phẩm hiện đang có tại bên em ạ. Đây, về em đến góc này đúng không? Đây. Vâng, chiếc máy quay em đây với động cơ là 1.8 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi với lớp sơn màu vàng cát đây. Em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một sản phẩm đến từ nhà Honda đấy. Chiếc Honda Civic đời 2008 đây. Động cơ 1.8 số tự động này. Đăng ký 5 chỗ ngồi biển tư nhân chính chủ 30A. Hải Dương 4 mùa không ngầm lụt nhá. Xe thì trang bị công nghệ, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. La xăng đúc 4 bánh có phanh đi ABS. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn xi zin nhá. 275 triệu đồng cho chiếc Honda Civic trước máy quay em đây ạ. 275 triệu đồng. Giá lại còn bớt sâu được thêm cho cả gia đình nhà mình. Cạnh chiếc Honda Civic đời 2008 rồi. Tiếp theo đây, cả gia đình mình cùng quan sát với em chiếc Lancetti. Vâng, chiếc Lancetti đời 2009, động cơ 1.6 số sàn. Với cơ tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 169 triệu đồng thôi. 169 triệu đồng cho chiếc Lancetti đời 2009 này ạ. Đấy, đèn pha thì còn sáng còn đẹp này. Form dáng sedan hai đầu phân khúc hạng B, la xăng đúc lốp láp mới. Máy số keo chỉ sơn xì còn chất. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt nhé. Vâng, chào bác Tuấn Liên này, chào bác Lương Trần này, chào anh Ngọc này, chào đại gia đình nhà mình ạ. Cả gia đình mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt like, 57 lượt chia sẻ để cả gia đình ơi. Vâng, không mất tiền không mất bài gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Để những bác nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe đã qua sử dụng thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Vâng, tiếp theo đây với cược tiền là 160 triệu thôi. 160 triệu đồng cho chiếc Innova đời 2007, chiếc máy quay em đây. Xe thì mang nước sơn màu xanh rất là đẹp đây. Đấy, động cơ 2.0 số sàn, 8 chỗ ngồi, 160 triệu nhá. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, lên cả la xăng đúc này, lốp láp mới gửi anh chị quý vị nhà mình. 170 triệu đồng thôi. Một dòng xe 7 chỗ quốc dân xin gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đây, còn rất là nhiều đầu xe, là rất nhiều dòng xe để phục vụ anh chị quý vị mình nhé. Đây, em xin quay ở phía bên này cho cả gia đình mình. Đây, hôm nay gia đình em có về thêm
Đấy, 3 chiếc dòng xe tập lái đây, 3 chiếc tập lái nhá, 2 chiếc Matiz này, 1 chiếc Spark này, dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. Phù hợp với anh chị quý vị mình bắt đầu tập lái này. Vâng, trước máy quay em đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình chiếc Matiz bản SE đời 2005, đăng ký vào năm bánh năm 2007 với cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 60 triệu. 60 triệu cho chiếc Matiz, chiếc máy của em đây, và lớp sơn màu xanh rất đẹp nhá. Đấy, là răng đúc này, lốp lát còn mới này, nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều rét buốt, 60 triệu đồng thôi. Cái chiếc Matiz đời 2005 vừa rồi. Tiếp theo đây, chiếc Matiz đời 2003 với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 55 triệu đồng. Động cơ 0.8 số sàn, la răng đúc, lốp lắp thì còn đẹp, nội thất ghế lể theo xe, 55 triệu đồng, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Vâng, vừa rồi là hai chiếc Matiz này. Thì tiếp đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị một chiếc Spark hôm nay em mới về đây, một chiếc xe vô cùng chất nhá. Đấy, đời 2010, đăng ký năm 2013 với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 98 triệu đồng cho chiếc Spark đến từ nhà Chevrolet ạ. Máy số keo chỉ sơn xi bao chất cho gia đình nhà mình. Đấy, cỡ biển thì tư nhân chính chủ 30 Hà Nội đây, biển thủ đô nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn vô cùng là đẹp, vô cùng là chất này. 98 triệu đồng này, 55 triệu đồng, 60 triệu đồng, ba mẫu xe quanh lanh quanh hơn chắc, lanh quanh gần 100 triệu gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đấy, những đầu xe tập lái thì bên em đang có một chiếc Spark này và ba chiếc Matiz này, lanh quanh đâu đó chỉ 90 triệu đổ xuống thôi, đến sấp xỉ 50 triệu để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Cạnh ba mẫu tập lái nhỏ gọn là rồi. Tiếp tới đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i10 bản tiêu chuẩn đời 2015, đăng ký là bánh năm 2018 với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 219 triệu đồng này. Vâng, 219 triệu đồng cho chiếc i10 trước máy của em đây nhá. La răng đúc, phanh đĩa, lốp lát mới cả dàn. Đây, những chi tiết như cánh gió trên sườn xe này, tay lắm cửa, viền chân kính trên bọc lốp rất là đẹp đây. Trang bị cả vè che mưa cho chị quý vị mình, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, 219 triệu đồng, giá còn bớt sâu được cho gia đình mình. Máy số keo chỉ bao zin bao chất ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Xuân Quang này, chào bác Anh Ngọc, chào bác Hợp Lệ, chào bác Tiến Lên, chào tất cả các hàng thân thương, chào ô tô đầu mối Hải Dương. Cả gia đình ơi, hãy cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh fanpage cũng như kênh YouTube chính thức của chào ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những dòng sản phẩm bên em sẽ tiếp tục mang về bày bán cho cả gia đình mình nhé, với mức giá vô cùng yêu thương, vô cùng hợp lý thôi. Cạnh chiếc i10 đời 2015 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình mình lại một sản phẩm đến từ nhà Hyundai đấy ạ. Chiếc Hyundai Getz đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn, động cơ 1.1 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, máy số keo chỉ sơn xi còn vô cùng là chất, vô cùng là đẹp này. 145 triệu đồng, giá còn bớt sâu, còn thương lượng được cho cả gia đình mình. Đấy, một chiếc Hyundai Getz rất là đẹp đấy ạ. Đây còn khá là nhiều đồ sản phẩm để phục vụ và hầu hạ anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều ạ. Vâng, ở góc máy quay này với cửa tiền là 140 triệu đồng thôi. 140 triệu đồng cho chiếc Lacetti đời 2007, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Vâng, 140 triệu đồng ạ. La răng đúc, lốp lát còn mới còn đẹp, xin gửi đến anh chị quý vị và các bạn nhà mình. Đấy, 140 triệu đồng, động cơ 1.5 số sàn, anh chị quý vị và các bạn nhà mình nhá, xe rất là đẹp, xin gửi anh chị quý vị và các bạn nhà mình đây ạ. Vâng, vừa rồi là những mẫu tập lái số sàn này. Vâng, thì trước máy quay đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Chevrolet Spark. Vâng, chiếc Chevrolet Spark động cơ 0.8 số rộng, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 148 triệu đồng. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này, trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới còn đẹp, máy số keo chỉ bao chất bao zin cho cả gia đình nhà mình. Đấy, xe sản xuất năm 2012, đăng ký vào bánh năm 2014, 148 triệu đồng xin gửi đến anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị mình. Vâng, chào bác Vân Đình này, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Đỗ Văn Băng này. Sở bác đẹp quá ta, ok bác Đỗ Văn Băng ơi.
bác Đỗ Văn Băng mà có quan tâm đến mẫu số bác này thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé, để sau buổi livestream này em sẽ tư vấn sâu hơn cho bác về mẫu số bác này ạ. Đây, đây xin góc này em xin giới thiệu đến chị quý vị mình những đầu sản phẩm mà cả giờ mình đang quan tâm nhé. Ở phía này em xin giới thiệu cho cả anh chị quý vị mình một chiếc Kia Morning đây. Chiếc Kia Morning đời 2010, động cơ 1.0, số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 150 triệu đồng. Vâng, 150 triệu đồng cho chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc, trắng máy quay em đây. La răng đúc này, lốp lát thì còn mới, có phanh đĩa ABS. Xe đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 150 triệu đồng gửi đến anh chị quý vị mình nhé. Cái chiếc Kia Morning đời 2010, động cơ 1.0 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2009, chiếc gan cháy ạ. Động cơ 1.2 số rộng, đăng ký 5 chỗ ngồi đây, với lớp sơn màu đỏ gạch rất đẹp đây. Biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương, 4 mùa không ngập lụt này. 235 triệu đồng cho chiếc gan cháy từ trước máy quay em đây. Đây, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, la răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới còn đẹp. 235 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị các bạn nhà mình. Xe đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da này có cả sấy gương sấy kính cho anh chị quý vị các bạn nhà mình nhé. 235 triệu đồng cho anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, cả nhà mới đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi livestream mình hơn. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều ạ. Cái chiếc Genta X đời 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình, đây một chiếc Innova. Chiếc Innova bản G xịn trước máy quay em đây, đời 2008, động cơ 2.0, số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng cho chiếc Innova bản G này. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa ABS. Vâng, túi khí tích hợp trên vô lăng, 265 triệu đồng. Giá là còn bớt sâu đến quý vị nhà mình này. Máy số keo chỉ thì bao chất, bao zin xin gửi đến chị quý vị mình nhé. Xe đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Anh chị quý vị nhà mình ai đã quan tâm đến dòng Innova, đặc biệt là chiếc Innova trước máy quay em đây ạ, thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line em đã để trên màn hình này. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều ạ. Vâng, cả nhà mình ơi, đang xem live stream thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ đi, một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những dòng sản phẩm tiếp theo bên em sẽ bày bán và phục vụ anh chị quý vị các bạn nhà mình nhé. Vâng, ngay bên cạnh chiếc Innova đời 2008, động cơ 2.0, số sàn vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến gia đình nhà mình một sản phẩm đến từ nhà Kia đây ạ. Chiếc Kia Morning đời 2010, đăng ký làm bánh năm 2013. Với cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình 245 triệu đồng. 245 triệu đồng cho chiếc Kia Morning, chiếc máy quay em đây nhé. La răng đúc này, lốp lát còn mới còn đẹp, có phanh đĩa ABS này. Xin nhan thì tích hợp trên gương này, gương kính cụp xòe điện. Những chi tiết trên tay lắm cửa, viền chân kính và vè che mưa để được ốp lốc rất đẹp này. Xe đăng kiểm còn rất dài, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, điều hòa nóng lạnh hai chiều auto Z buốt luôn. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đồng thôi nhá. 245 triệu đồng ạ. Xe đời 2010, đăng ký là bánh năm 2013. Vâng, có rất là đầu nhờ đầu sản phẩm để phục vụ anh chị quý vị các bạn nhà mình. Cạnh chiếc Kia Morning đời 2010 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning bản SI đây. Bản SI đời 2016, động cơ 1.25, số sàn, 4 máy này. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. Vâng, 255 triệu đồng trong chiếc Kia Morning bản SI đi nhá. Cặp đèn pha và cặp đèn gầm phá xương trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La răng đúc này, lốp lát còn mới, xin nhan thì tích hợp trên gương. Đấy, gương kính thì cụp xe điện. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 255 triệu đồng ạ. Vâng, thì vừa rồi em cũng đã di chuyển hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương để phục vụ anh chị quý vị nhà mình, để tư vấn cũng như báo giá tất cả những dòng sản phẩm hiện đang có tại chợ đầu mối bên em. Vâng, anh chị quý vị nhà mình còn đang quan tâm đến dòng nào
quan tâm đến mẫu nào thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số hotline em đang để trên màn hình ạ, để em được tư vấn phục vụ anh chị quý vị như mình về những đầu xe đang có bên em nhé. Đây, những cửa tiền từ 50 triệu đến dưới 400 triệu thì em đã giới thiệu hết cho cả gia đình rồi ạ. Hoàng gia mình còn ai đang quan tâm đến đầu nào không nhỉ, để em tư vấn trực tiếp trên livestream này để anh chị quý vị nhà mình có những cái nhìn khách quan nhất về dòng sản phẩm của bên em ạ. Vâng, cảm ơn cả gia đình nhà mình đang đã với khung giờ quen thuộc là 8 giờ 30 phút mỗi tối này đã lên sóng mà theo dõi em để em giới thiệu tất cả những đầu sản phẩm đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào các bạn anh chị quý vị nhà mình trong những video và trong những buổi livestream giới thiệu sản phẩm tiếp theo bên em. Vâng, hẹn gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối để em được phục vụ anh chị quý vị nhé. Xin chào, gặp lại anh chị quý vị mình ạ.